Vâng, sau đây em tiến hành test cái bếp cho bác khách nhá. Này, bác khách có đặt bên nhà em rồi thì đây em sẽ test này, bắt đầu nước đang chuẩn bị sôi rồi này. Đó. Đây là hủy các bác nhá, chọn này. Nó có cái chế độ chọn này. Đấy, tăng giảm này. Ok chưa? Ngoài ra thì bác có thể chọn bên này nhá. Đấy, tăng giảm ở đây. Đây, nước còn lăn tăn sôi rồi. Đó, là bếp đang hoạt động nhá. Đấy, hủy này. Sang một chế độ khác. Rất dễ đúng không ạ? Rất là dễ này, đèn của nó sáng lắm. Đó, đấy thì ở đây em có đun thử qua để cho biết là nước nó vẫn sôi bình thường nhá, nó vẫn vào điện bình thường. Đấy thì và cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm bên em nhá. Chúc anh gia đình có thật nhiều sức khỏe. Bác nào cũng đang có nhu cầu đặt bếp như bác khách ở đây thì có thể alo cho bên em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nha.